để có vòng quay may mắn thì con cần tham gia thi và đấu trường hàng tuần diễn ra vào tối thứ ba và tối thứ sáu vào lúc 8 giờ 30 thì trước tiên con trước giờ thi con phải đăng ký trước giờ thi tầm một tiếng ờ, nếu con học tiểu học thì con sẽ chọn đăng ký vào tiểu học này ấn đăng ký và nó báo là đăng ký thành công là được trung học cơ sở hay trung học phổ thông thì mình cũng làm các bước tương tự như thế rồi đến uh, 20 giờ 30 và uh, buổi tối thì con bắt đầu ấn vào tham gia thi. Sau khi thi xong thì khoảng 2 đến 3 tiếng sau con sẽ nhận được số vòng quay uh, tương ứng với số điểm của mình. Số vòng quay nó sẽ là số chẵn so với số điểm của các con đạt được. Ví dụ được 40 hay 43 điểm thì con sẽ được tương ứng với 40 vòng quay. Đó, thì con sẽ quay nếu như con may mắn thì con sẽ trúng rất nhiều coi hoặc là những phần quà là khóa học. Đó. Chúc các con may mắn và thành công nha.